Nhìn lên màn hình và học cùng cô nha. Get ready for starters. Đầu tiên, phần đầu tiên là phần word. Các bạn có từ đầu tiên là ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Cây kem. Hat. Hat. Cái mũ. Boat. Flower, flower, flower. Tree, tree, tree. Dog, dog, dog. Dog là con chó hả các bạn? Cat, cat. Cat là con mèo. Elephant, elephant, elephant. Elephant là con voi. Kite, kite. Kai có nghĩa là con diều. Apple. 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 Phần tiếp theo là chúng ta sẽ học cho cô phần practice luyện tập. Ở phần này các bạn sẽ nhìn vào từ bức tranh và chúng ta sẽ điền cho cô một từ vào ô trống ha. Đầu tiên là apple, chúng ta sẽ điền cho cô là double B, hai chữ B. Tiếp theo sẽ là kite, thì chúng ta sẽ điền cho cô chữ I và chữ E. Và tiếp theo là tree, điền cho cô là T-R-E-E. Elephant, E-L-E-B-S-A-N-T. Boat. Và cuối cùng là hat, flower. Rồi ở phần này các bạn sẽ nhìn vào bức tranh, sau đó chúng ta sẽ nói từ với bức tranh ha. Đầu tiên là ice cream, số 2 là bowl, number 3 là hat, number 4 là tree, number 5 là flower, number 6 là dog, number 7 là cat, number 8 là elephant, number 9 là tree, apple, number 9 là kite và number 10 là apple. Ở phần structure, chúng ta có công thức how many elephant are there, có bao nhiêu con voi hả các bạn, thì câu trả lời sẽ là there are, cộng với số lượng cộng với con voi, there are 6 elephant, có 6 con voi. Ở phần 4 là phần luyện tập, các bạn sẽ nhìn trả lời câu hỏi cho cô ha, hỏi và trả lời. Rồi ở phần này các bạn sẽ nhìn và viết cho cô vào từ số đúng cho cô nè. A là 1, B là 3. Năm câu C sẽ là, câu C sẽ là 7 và câu D sẽ là 10. Câu E sẽ là 9, câu F sẽ là 14, 14 con diều. Và câu G sẽ là chữ ladder. Bây giờ ở bài này các bạn sẽ làm gì cho cô ha. Rồi bây giờ cái chọn cho cô nè. B là chúng ta sẽ điền cho cô là banana. Tiếp theo sẽ là C sẽ là cat. Tiếp theo sẽ là D là dog. A sẽ là egg. F sẽ là frog. Và tiếp theo sẽ là G sẽ là goat. Và tiếp theo sẽ là S sẽ là hat. Tiếp theo là I sẽ là ink. J sẽ là jar. Tiếp theo K sẽ là key. L sẽ là gì các bạn? Lemon. M sẽ là em sẽ là gì các bạn? Moon. Tiếp theo sẽ là N thì sẽ là chữ N, thì chúng ta sẽ đọc cho cô là chữ N thì sẽ là nut. Rồi tiếp theo sẽ là gì các bạn? O sẽ là orange. B sẽ là bear. Q sẽ là Queen, Queen là nữ hoàng ha. O sẽ là robot. S sẽ là gì các bạn? S sẽ là rồi tiếp theo cho cô nè. T sẽ là tomato. U sẽ là umbrella. V sẽ là W sẽ là gì các bạn? W sẽ là wow, con cá voi. X sẽ là
À, cái này sẽ là bonds. Cái này sẽ là chữ giờ sẽ là gì? Dô dồ. Z sẽ là zip. Ở phần này các bạn sẽ nghe giai điệu của bài hát. Alphabet. Listening 4. Now say the alphabet rhyme. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Now you know your ABC, you can say it along with me. Rồi, cái phần tiếp theo sẽ nghe và viết. Rồi, cảm ơn các em đã lắng nghe. Đừng quên đăng ký kênh, like để ủng hộ Mít nha.